Xin chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Ngày hôm nay thì Feng xuống thăm hai mẹ con. Hai mẹ con có hoàn cảnh cũng cực kỳ đặc biệt. Feng đã quay chia sẻ với các bác một hai lần rồi. Đấy, có lần đã đi cùng anh Vân cô đơn đến để trao quà cho hai mẹ con. Mẹ thì là bị ung thư vú giai đoạn 3-4 rồi. Đó, có một người con thì người con trai đấy cũng bị ung thư, cũng mới phát hiện thôi. Em năm nay 18 tuổi, cũng mới phát hiện được ung thư là cách đây khoảng 1 năm gì đó. Em bị ung thư lão, đã phẫu thuật một lần rồi, nhưng mà không lấy hết được cái phần u ở đằng sau đầu em ấy. Nếu mà lấy, theo như mẹ em ấy chia sẻ, nếu mà lấy hết cái phần u ở đằng sau đầu em ấy thì là em sẽ không qua khỏi cái lần đầu tiên mà phẫu thuật đấy. Thì hai mẹ con thì có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đó, người con thì hiện tại thì biết được bệnh của mình như thế nhưng mà vẫn sống rất là lạc quan để cho mẹ mình vui. Lần nào Feng gọi điện thì cũng em cũng nghe máy, em nói alo anh à, em đang ở nhà, em đang làm việc gì đấy, hoặc là em có thể chạy đi chơi bên cạnh đấy. Nhưng mà cũng thật sự là rất là buồn, bởi vì em ấy biết là em ấy là người như thế nào, các giai đoạn của em ấy em cũng nắm được đó. Thì em ấy nếu mà đúng như lịch lần trước mẹ em ấy chia sẻ, nếu mà em ấy mà không bị thời điểm vừa rồi mà không bị dịch Covid đấy, ở Hà Nội bị giãn cách xã hội, thì em đấy đã được đi Hà Nội để dùng đến phương pháp trị xạ rồi đó. Đó, nhưng mà hình như là mẹ em ấy chia sẻ là do dịch nên là không thể đi được, mẹ cũng không đi được. Đấy, nên là trong cái giai đoạn này mà không đi bệnh viện được nên là rất là nguy hiểm. Hôm trước thì Feng có nhận được tiền của anh Thành ở Thường Tín, Hà Nội gửi cho Feng là 500.000. Đó, bảo Feng là xuống chia sẻ với cả hai mẹ con. Do là Feng không có thời gian nhiều để đi xuôi xuống dưới này nên là đã khoảng tầm hơn một tuần rồi Feng không đi được. Ngày hôm nay thì Feng sẽ đi xuống để trao cái món quà tuy nhỏ 500.000 nhưng nó rất là nó mang ý nghĩa tinh thần với hai mẹ con trong thời điểm này. Đó, xuống dưới đây, đến đây thì sẽ quay chia sẻ tiếp với các bác về hoàn cảnh hai mẹ con. Từ đây đi xuống đến nhà mẹ con, hai mẹ con thì ở thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ở đây các ở trên video của Feng Feng, nếu mà các bác mà có ai xem được video của Feng Feng mà ở khu vực Vị Xuyên ấy, đấy, có biết thì cũng nên chia sẻ, cũng mong các bác chia sẻ một chút gánh nặng đấy, cho gia đình đấy. Đối với bản thân Feng Feng thấy cảm thấy là hai mẹ con đấy rất là đáng thương, rất là buồn nữa. Thì từ đây đi xuống đến nhà hai mẹ con ấy thì là khoảng tầm 40 cây số, hơn 40 cây số. Đây mới đang ở trong thành phố Hà Giang, tí đã đi ra ngoài thì đã sẽ khoảng tầm 2-3 cây thì sẽ đi ra khỏi thành phố, địa bàn thành phố Hà Giang. Thì trên cái đường đi thì Feng Feng về buổi chiều ở trên vùng núi này, phố núi này thì có rất là nhiều cảnh, nó cũng rất là đẹp. Đó thì là Feng sẽ quay chia sẻ với các bác. Đây là địa phận hết thành phố Hà Giang. À, hết khu vực đông dân cư, sorry các bác. Đấy. Đây là cổng chào các bạn, từ cổng chào vào trung tâm thành phố Hà Giang là 5 km. Đó, từ đây về đến cái huyện đầu tiên, thị trấn đầu tiên là thị trấn Vị Xuyên, 20 km. Ở
trên cái cung này, từ thành phố Hà Giang này về đến thị trấn Vị Xuyên đấy. Thì nếu mà các bác nào mà đã tham gia chiến đấu là bộ đội cách mạng ngày xưa ấy, thì các bác không thể quên nổi có đó là cái mặt trận Vị Xuyên. Hiện tại thì có đài tưởng niệm, ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ, có nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên này. Đấy, mỗi một năm các bác lên đây cũng rất là nhiều, lên đây khoảng tầm ngày rất là đoàn nẻ thì đến fan không thể nắm được, nhưng mà ngày 27 tháng 7 hàng năm thì ở đây diễn ra những cái cuộc hội ngộ, cái cuộc tri ân nó rất là đẫm nước mắt, bởi vì ngày xưa ở đây giáp khu vực biên giới Việt Trung, Việt Nam và Trung Quốc đó, nên là mặt trận Vị Xuyên ngày xưa ấy, thì fan thấy nó rất là khốc liệt và rất là nhiều anh hùng liệt sĩ đã ra đi làm lại ở trên mảnh đất Vị Xuyên này để bảo vệ cho hòa bình, bảo vệ cho đất nước, bảo vệ cho những thế hệ sau này như Feng Feng được sinh sống ở trên mảnh đất Hà Giang yên bình, bình yên như này. Thì Feng cũng chẳng biết nói sao nữa, qua cái video của Feng đây, Feng cũng xin được cảm ơn tất cả những bộ đội, những anh bộ đội Cụ Hồ, có những chú bộ đội ngày xưa, ngày trước đã nằm xuống, đã hy sinh để bảo vệ cho quê hương Hà Giang được bình yên như ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn tất cả những người hiện tại mà còn sống, những người thân của những chiến sĩ đã nằm xuống. Đó, thì là cảm ơn rất là nhiều. Mong những người còn sống, người thân của những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống có thật nhiều sức khỏe. Thì Vang cũng chẳng biết, cũng không nhiều, có nhiều chữ nghĩa, cũng chẳng có nhiều văn hoa, chẳng biết nói nào. Em mong các bác xem video thì bỏ qua thông cảm cho Feng Feng. Điểm xuất phát của Feng Feng là từ thành phố Hà Giang ở cái dãy núi xa xa đằng kia kìa. Đấy, Feng xuôi theo đường đi Hà Nội khoảng 20 km thì Feng dừng lại. Chưa đến thị trấn Vị Xuyên, bởi vì từ đây vào đến thị trấn Vị Xuyên còn khoảng tầm hơn 1 cây nữa. Thì điểm mà Feng đang dừng lại đó là nghĩa trang Vị Xuyên. Feng mong muốn là quay một chút hình ảnh chia sẻ với khán giả của Feng Feng, bởi vì trên kênh YouTube của Feng Feng, khán giả của Feng Feng cũng có một phần lớn là những người có từ lứa tuổi từ 6-70 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi xưa kia đã tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên này. Và cũng có nhiều đồng đội, người anh em đã ngã xuống ở trên, đang còn đang nằm ở trên mảnh đất Vị Xuyên Hà Giang này. Nhưng mà do các đồng đội là chưa có cơ hội, do điều kiện kinh tế, do ở các vùng miền khác nhau chưa có cơ hội đến thăm đồng đội của mình, thì Feng đến đây Feng cũng mong muốn là quay một chút hình ảnh về cái nghĩa trang Vị Xuyên này để gửi tới, tri ân tới những cái người mà là đồng đội đang ở khắp ở các vùng miền ở trên đất nước Việt Nam này. Đấy. Mỗi lần đặt chân vào đến khu vực nghĩa trang của các anh hùng liệt sĩ đây thì Feng có một cái cảm nhận rất là xúc động, không biết là phải nói như thế nào. Nhưng mà các bác ạ, đây này, những anh hùng liệt sĩ là chưa được xác định thông tin, là chưa tìm được thông tin, nó cũng rất là may mắn ở trên nghĩa trang Vị Xuyên này. Đấy, người bảo vệ ở đây, tất cả mọi người, đoàn thanh niên, mọi người đến đây là dọn dẹp rất là sạch sẽ các bạn đây, rất là đẹp. Đó, xa xa lên trên kia nữa.
Đó, Feng có đi qua một chút, ghi lại một chút cái hình ảnh về các về cái đài tưởng niệm cái khu vực nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên này cho các bác. Bây giờ thì Feng sẽ tiếp tục hành trình của mình đến thăm hai mẹ con. Làm gì về đây em? Hả? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Ờ, thế à? Bảo mẹ không phải mặc quần áo khác đâu, mặc quần áo để lao động được. Anh không phải mặc quần áo đẹp đâu. Ui. Làm rau gì hả em? Cháu cho cô ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Cháu có ít bánh kẹo, ít sữa. Cháu gửi cô nhé. Cô xin nhé. Dạ vâng. Này nắng quá nhỉ cháu nhỉ? Này nắng quá. Thấy cả cái đường vào đây họ đang làm cô nhỉ? Đúng rồi, đang làm. Bụi. Khó đi, bụi bặm. Hả? Ừ. Ngồi đây em cho mát, em ngồi đây. Vâng, em quay lại gì kìa. Nắng mà cơm không có làm chỉ uống nước. Em dạo này sức khỏe có ổn không? Em dạ, đau chân nhiều. Đau chân à? Vừa nãy thấy nó đi khệnh khá. Đây, đau chân quá. Còn đau chân nó như kiểu nó chèn ép rồi. Trước kia thì cứ ví dụ như là một tuần hoặc là 10 ngày nó mới đau một lần. Bây giờ ngày nào cũng đau. Vâng. Chèn ép nhiều. Dịch bệnh thì chẳng có đi xuống viện được. Và bây giờ dưới Hà Nội đang giãn cách xã hội. Đấy, họ không nhận đâu cho nên nó cũng không dám đi. Có thế mà chị. Bệnh thì bệnh như thế nào? Xuống đến nơi thì có khi lại chưa chữa được bệnh thì khéo lại cần bị Covid thì cần rõ. Cô rất sợ vậy. Dạ vâng. Uống nước thì chẳng. Thế là hai mẹ con đang làm vườn ở dưới kia à? Ờ, đang làm vườn ở dưới đây mà. Bảo là em dãy cái đám vườn cũ xong rồi rắc rau mà ăn mà. Thế bây giờ đợi hết giãn cách xã hội là mình lại đi à cô? Ừ, giãn cách xã hội hết xong là mình lại xuống đấy mình điều trị, khám và điều trị tiếp. Bây giờ mà xuống là điều trị cho cô trước hay em trước? Điều trị chị em đã. Còn cô là cứ 3 tháng cô đi một lần. Đấy, lần tháng. Trước cô đến là được mấy tháng đi bệnh viện? Xuống bệnh viện là mới được có hơn tháng. Bởi vì là cô mới uống hết có một hộp thuốc, giờ vẫn còn hộp kia nữa. Hộp này à? Ừ. Thuốc đấy thuốc gì đấy? Thuốc này đấy, thuốc này đi cái... Đi lại còn đang tiêm nữa. Đây mới lại uống cái này. Thế tiêm thì tiêm ở đâu, ai tiêm cho ạ? Tiêm thì cô có bà chị dâu bà ấy làm y sĩ xong rồi bắt đầu bán ý. Là cứ đến đây tiêm cho cô à? Ừ, cứ đến cô cứ ra đấy cô tiêm. Bao nhiêu lâu thì tiêm một lần ạ? Cứ cách một ngày tiêm một mũi. Ngày nào cũng phải tiêm? Ừ, ngày nào cũng phải tiêm. Thế thuốc đấy thì lấy từ Hà Nội lên à? Ừ, thuốc đấy lấy Hà Nội lên. Đấy. Một thuốc như thế hết khoảng bao nhiêu tiền cô? Thuốc thì như thế là ví dụ như là bệnh... Ở bệnh viện người ta phát cho theo thẻ bảo hiểm một phần, còn là một phần mình phải mua. Như cái đợt vừa rồi là cô mua hơn 2 triệu. Là được 3 tháng à? Ừ, được 3 tháng đúng. Thế còn còn em? Còn em thì hôm thì bác sĩ kê đơn 2 triệu 2 thì là cô mua cho em uống. Thì là uống là lấy rồi uống là uống gần hết rồi. Còn có ít nữa thôi. Có ăn được không? Cơm bữa thì ăn được, bữa thì ấy còn hoa đi. Hả? Đó. Ăn được thì ăn được. À thế à? Có phải kiêng gì không?
riêng thì già thì hiện bây giờ thì bệnh của em thì cứ những cái thịt đó là không dám ăn. Thịt đó thì thịt đỏ không ăn ạ? Thịt trâu, thịt bò là không dám ăn. Dạ vâng. Đấy, thịt gà chó, thì ăn được nhỉ? Thịt gà thì ăn được, thịt chó thì nhiều chất quá không dám ăn. Đấy, thì là những cái đấy là mình không dám ăn. Còn mình ăn cá, thịt gà, thì quả trứng, quả bẩn thôi. Nhà cô thì cứ mua lạc cái xong rồi dã vừng ăn. Ăn vừng là tốt. Đấy, thì là ăn thế thôi. Còn giờ cháu bảo là những cái kia thì mình cũng không có tiền, với lại cũng thì thiếu. Cháu hôm nay xuống đây là hôm trước, cách đây khoảng hơn một tuần, thì có anh Thành ở Thường Tín xem video của cháu, thì đồng cảm với hoàn cảnh gia đình cô, cũng thương cô với em nữa. Anh ấy gửi 500.000. Với cả lần trước, cách đây cũng khá lâu rồi, có cô Hai ở thành phố Hồ Chí Minh cũng xem video của cháu, cũng rất là thương em, gửi cho em 500 nữa, là 1 triệu. Thì hôm nay cháu thực ra là cái nối đi xuống nhà cô này nó lại ngược đường với cả bọn cháu hay đi vùng cao cơ. Thế là cũng không có nhiều thời gian để qua đây. Thì hôm nay cháu qua cháu gửi cho cô 1 triệu. Cái tiền của các mạnh thường quân của hai người, của anh Thành ở Thường Tín với là cô Hai ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho mẹ con để giúp cho bớt một chút cho cái khó khăn trong cuộc sống. Có thể là mua đường sữa hay là mua thêm đồ ăn cho em, hay là tiền xăng xe mình đi lại. Đây cháu gửi cô. Thế thì cũng qua cái video của cháu thì cũng cho cô gửi lời hỏi thăm chú Thành, anh Thành ở Thường Tín, Hà Nội, với lại cô Hai ở trong Sài Gòn. Dạ. Bây giờ dịch bệnh như thế vẫn quan tâm đến mẹ con cô, rất là cảm ơn. Vâng. Cô không biết nói như nào hơn. Đấy, thì qua cháu cho cô gửi lời cảm ơn tới những mạnh thường quân mà đã giúp đỡ mẹ con cô. Dạ vâng. Đây cháu gửi cô nhé, gửi cô và gửi em thì 1 triệu. Cô xin nhé. Dạ vâng. Thì chẳng biết nói nào, nhưng mà chỉ mong là em ăn tốt, xong là điều trị sức khỏe tốt. Cố gắng nhé. Con lên chỗ kia hái đi ăn nhãn. Không cần đâu cô, thôi. Cháu cảm ơn cô. Thế là cứ ở nhà trồng rau mấy cả trồng làm sao? Các thứ linh tinh cũng không làm được gì đâu. Làm quanh vườn đấy thôi. Nhưng cứ chẳng làm được bởi vì chân nó đau các bạn. Không làm được gì đâu. Vì này cháu bảo là bây giờ là ví dụ như là đi bộ này một lúc là nó cũng đau. Thì sáng ra thì là nằm cả buổi chơi trên giường vậy. Thực ra là mình nằm nhiều, mình vận động qua lại em. Đấy, chiều nay anh có thời gian rồi có vườn rau với mẹ, xong rồi hai mẹ con mình trồng rau sạch ăn. Đấy, thì cô bảo em như thế. Thế còn cháu bảo là bây giờ mình cứ làm xong rồi mình trồng mình ăn thì đỡ phải đi mua, vâng. Mua cũng không có tiền. Đấy. Thế nên là thôi thì hai mẹ con cứ ra số xong rồi đi sau. Thực ra là cháu có một chút chia sẻ như này. Vâng. Lần trước cháu quay video nhà cô ấy, vâng. Thì có một vài chú cũng chia sẻ, vâng. Là cái tủ lạnh nhà cô để đây là không hợp phong thủy. Cô có thể là chuyển chỗ khác. Vâng. Hay cháu đấy là cháu chia sẻ lại ý kiến của một số người đó. Vâng. Không, cũng có người ta xem phong thủy chuẩn đấy, chứ không phải không đâu. Thì có thể là nó gặp cái không đúng hướng, không đúng chỗ ấy. Thì là nó có thể là nó trong cuộc sống mình có những cái điều nó không may ấy. Thì cô có thể là để là cho cái khu vực khác này, nó sẽ cháu thấy nó sẽ tốt hơn. Mình để chỗ khác được. Nhà cô cũng chặt nhỏ nhỉ. Có 20 m², không đến 20 m². Vâng. Nhưng mà được cái là nhà cô thì gọn gàng. Cũng không gọn gàng lắm, bởi vì là đây, bàn ghế này đợt trước là cô mua hay là em mua đây? Đàn ghế này là cái đứa gái cô này dẫn bạn trai về. Thế là nó bảo là mẹ là con bỏ tiền cho con mua cái bộ ghế với cái tủ này. Thì là con đưa bạn trai về để cho nó sạch sẽ một tí thì là ra mắt người ta. Đấy, thì là em cưới 2014 thì đến 2016 là cô bị bệnh. Từ lúc cô bị bệnh này cô không sắm được cái gì cả. Thế là nó đi lấy chồng rồi là cũng thôi.
Bởi vì là nên đi chồng, lấy chồng rồi cũng không, mình không nhờn nữa. Bây giờ em mới lấy chồng đâu? Em lấy chồng ở Hải Dương. Thế là cũng thực ra là con gái mà đấy. Nhà đã nhỏ rồi bây giờ nhà mà... nhỏ, thế mà bây giờ lại không có một cái gì nữa. Thì trước kia thì là nhà cô còn ở ba cái gian nhà gỗ gì cả, cái nền chỗ kia nó mưa nó mục nát lắm. Thế xong tất cả xóm xung quanh họ bảo cứ dỡ ra đi, xong là xuống đây ở, chứ không có thì nhã nó đổ. Thế là bắt đầu mới dỡ ra xuống cái chỗ này ở. Thì con bảo là mẹ bây giờ con đưa bạn trai về, cái lúc đấy là em đi làm công ty mà, thì con đưa bạn trai về nhà mình chẳng có cái bàn ghế tử tế, thì con đưa cho mẹ mấy triệu, tiết kiệm con đưa cho mẹ mấy triệu thì mẹ mua. Thế là cô mới đi mua được cái bộ này 4 triệu, nhưng mua cái tủ này 3 triệu, thế thôi. Bởi vì là em đang bán ghế thì mình cũng, thế là nó lại cho tiền mua cái tủ này để sau khi mà cưới thì là phải có những cái đồ bỏ trong nó phải hỏng ấy. Vâng. Đấy. Thế còn từ khi mà cô bị mắc bệnh ra, cô chẳng sắm cái gì, chỉ có chuyên để chữa bệnh. Thế là cô là có em này với cả cô con gái đấy ạ? Đấy, có thế thôi. Cô con gái đấy là con cả. Đấy, cô có thể cháu hỏi một chút, nếu mà nó động đến quá khứ cô đừng buồn nhé. Không sao cả. Cô cũng muốn thì, có người tâm sự. Thì ý là chú bỏ đi lâu chưa? Chú bỏ đi rồi, có khi đến giờ thì được 13 tuổi năm rồi. 13 năm, lúc đấy em chắc là chỉ còn... Em này bé, em này độ khoảng 10, 11 tuổi. Thế em ấy bị bệnh ốm đau như này, chú có biết không? Em này như thế là bị bệnh ốm đau này thì cô không liên hệ, cô không ấy cả. Thế nhưng có cái ông hàng xóm này. Ông hàng xóm thì ông ấy cái đợt năm ngoái ông về quê chơi. Về quê chơi thì ông ấy xin số điện thoại. Xin số điện thoại thì là bắt đầu mới gọi điện, mới bảo là thằng Ngọc nhà ông là nó bị ung thư não đấy. Thì ông có gọi điện hỏi thăm. Thế thì cũng có gọi mấy cuộc điện thoại để hỏi thăm. Nhưng mà em này sau khi mổ xong rồi bắt đầu đi cách ly về nhà, gọi điện cho bố thì từ ngày đến giờ là bật vô âm tín, không hồi âm một tí nào nữa. Gọi điện thì chỉ đổ chuông xong là thôi, không nghe nữa. Đấy là cô cũng nói thật. Dạ vâng. Thì không, cô không hiểu là bị cái áp lực của vợ cả hay như thế nào thì cô không biết cả. Vâng. Như thế. Thế là cũng may là có cô con gái đi làm Hải Dương. Thế Hải Dương là đi làm công ty à? Hay đi làm gì hả cô? Trước kia là đi làm công ty. Làm công ty thì em đã đi làm được hơn một năm thì đưa bạn trai về. Bạn trai về thì 30 tháng 4 thì em bảo là 30 tháng 4 thì con được nghỉ thì con đưa bạn trai về. Thế là đến tháng 8 thì cưới. Tháng 8 2014 thì cưới. Đấy. Cưới xong, cưới thì là đến 2016 thì cô bị bệnh. Thế là bây giờ thế nào thì em cũng không hỗ trợ được, bởi vì là vừa đẻ đứa con thứ hai. Đấy, thế mà cũng nằm bây giờ cũng là làm công nhân hay làm ngoài bình thường đó chung cô? Vẫn đi làm công ty bình thường. Thế nhưng mà em rơi vào trong cái nhà hoàn cảnh cũng là khó khăn đấy, chứ cũng không phải là như nhà người khác là bảo là giàu có gì thì bây giờ em ấy cũng phải lo cho gia đình em ấy. Đấy cố gắng, cũng không lo cho mẹ được. Dạ vâng. Đấy là như thế. Uống hai viên, uống này nó nóng. Thế cháu cũng chẳng biết nói gì đâu, cháu cũng cũng mong là cô với là em phục hồi sức khỏe tốt. Và cũng chẳng biết chia sẻ nào. Cháu thực ra là cháu rất là thương thằng cu em này. 18 tuổi cô nhỉ? Không, nó 24 tuổi. 24 tuổi rồi. Hôm nọ cháu nhớ nhầm. Nếu mà không thì bây giờ cũng đang đấy, có gia đình đấy. Hoặc là mình cũng có nghĩa là cũng làm những cái việc mà để cho mẹ nó bớt cái gánh nặng đi. Đấy, ví dụ như thế. Cô thì cô cũng rất là buồn, bởi vì này nếu ở cái tuổi cô thì cô không vấn đề gì, nhưng cái tuổi của em thì lại bị như thế này thì cô mình cũng quá nửa đời người đấy, rồi dựa vào ai đấy. Thì còn em nữa thôi. Đấy, còn em. Nhưng mà bây giờ em là bị nặng hơn cô nhỉ? Đấy, em bị nặng hơn cô mà. Thì bác sĩ bảo là chị ở bệnh viện Bạch Mai cũng gọi cô mà cũng bảo bị nặng rồi. Thế bác sĩ bệnh viện Bạch Mai người ta còn không nhận ấy. Dạ. Vâng, thế là người ta giới thiệu sang bệnh viện thần kinh. Dạ. Thế cô bảo là thôi thì quay về trên Hà Giang để xin giấy chuyển tuyến, cô xin được ca. Vâng. Đấy, như thế. Khổ như vậy. Em thì bị nặng hơn cô.
Thế mà tuổi của em thì còn trẻ. Thế mà bây giờ cháu của là như tuổi cô là 60 thì mà lại bệnh như thế này, lại chăm em nữa thì rất là vất vả, không biết là trông rắn vào ai. Tính ra là thằng em này là khôi ngô tuấn tú chứ. Vâng, cao đẹp trai chứ. Thế. Nhưng mà chắc bây giờ cũng và mắc bệnh như này thì không biết nói như nào. Chẳng chán. Không, chắc là chẳng nghĩ đến chuyện bạn gái đâu nhỉ. Vâng. Đi quan già thì chẳng nghĩ bạn gái thì là ôi anh chẳng biết nói sao đâu, anh cũng nhận được một chút gọi là lòng hảo tâm, thế anh đến anh chia sẻ với em với mẹ. Bây giờ anh xin phép đi về, nhưng mà anh cũng thôi chúc mẹ này thật chăm con thì biết là nó không chẳng biết nói nào đâu, bây giờ chăm cho con ăn tốt và phục hồi sức khỏe. Đấy, anh chúc em là phải lạc quan yêu đời. Lạc quan nên ăn tốt nhá. Với cả anh cũng như người anh của em thôi. Nên là anh chẳng có gì, anh có một chút anh gửi em, bởi vì thanh niên mà mình cầm đúc túi đi đường hay là mua bánh kẹo hay là mua thẻ điện thoại nhá. Cảm ơn anh nhé. Ờ thôi anh đi về đây. Thôi anh đi về nhá. Đây là sẵn sàng đồ đạc để nên đi đây. Lúc nào cũng chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường này. Nhà mình như kiểu ở tạm thôi nhỉ. Vâng, ở tạm đi. Đấy, đây là cũng hôm trước các bác xem bảo là nhà cũng có đầy đủ bàn ghế với cả tủ, nhưng mà thực ra hôm nay mới biết là cô chia sẻ là có người con gái lớn, nên là lúc mà chuẩn bị đi hỏi nhà trai lên chơi, nên là em cũng muốn là giữ thể diện, nên là cũng mong muốn là mua được bộ bàn ghế này để về cho nó nhà có chỗ để ngồi cho nó trang trọng một tí. Vâng, xin chào đi nhé cô nhé. Vâng, đi. Thì cháu đi nhé. Em đi ra xem, chơi đi. Khổ thân. Chân nó thấy nó đi là khệnh khá, khệnh khạng. Chân nó bị đau. Thế là đang làm vườn ở sau à? Vâng, đang làm vườn ở sau. Thôi tối bảo mẹ mua cho ít thịt gà. Anh đi nhá. Vâng. Anh chào em ơi. Em chào anh nhé. Khổ. Cháu về cô ạ.